Tuổi già khôn, ba việc không quan tâm, sáu việc phải lười. Quý vị thân mến, tuổi già sống mạnh khỏe, trường thọ là khao khát của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật mà chẳng ai có thể tránh được. Cho nên, chúng ta chỉ còn cách là chăm chỉ, duy trì những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí thảnh thơi. Song cũng có một vài việc lười biếng hoặc không quan tâm lại rất tốt trong việc giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ cũng như được hưởng một tuổi già an nhàn và sung sướng. Và ngay sau đây là 6 việc phải lười, 3 việc không quan tâm ở tuổi già. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Đầu tiên là 6 việc phải lười. Việc thứ nhất, lười suy tính chuyện tiền bạc. Ông bà Vinh năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông bà có 2 cô con gái đều đã lập gia đình. Kinh tế có điều kiện nên thường xuyên phụ giúp bố mẹ. Ở quê, ông bà Vinh có nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Còn có một nhà nhỏ khác đang cho thuê được 1,5 triệu đồng một tháng. Có một ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Ngoài ra, ông bà còn có bảo hiểm y tế nên không tốn nhiều chi phí khám chữa bệnh. Mỗi tháng, vợ chồng các con gửi về cho 5 triệu đồng tiền sinh hoạt và sữa người già, thuốc bổ. Ngoài ra, khi nhà có đám giỗ, ma chay hoặc ông bà cần những khoản ngoài chi phí cố định, các con đều gửi thêm. Mỗi lần về thăm nhà, thấy thiếu thốn hay là hư hỏng đồ gì, hai cô con gái đều chủ động mua. Với điều kiện như vậy, ông bà hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Ấy vậy mà, không hiểu sao ông bà lúc nào cũng tính toán chuyện tiền bạc, sống hết sức tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Ông bà đã lắp đặt nước máy nhưng lại không dám dùng, chỉ dùng nước giếng. Nhà có máy giặt nhưng chỉ giặt tay, mà mọi sinh hoạt trong nhà đều hạn chế ở mức tối thiểu. Chuyện ăn uống cũng không đầy đủ, ăn cơm chỉ với rau và không có thịt cá. Con gái mua sữa, thuốc bổ gửi về, ông bà chẳng dùng mà đem đi bán. Rồi khi hàng xóm láng giềng chuẩn bị có đám giỗ, đám về nhà mới, ông bà lại lấy cớ lên thành phố ở nhà con chơi vài ngày. Nhưng thực chất là để tránh phải đến những đám đó phải chi thêm tiền. Quý vị thân mến, đúng là tiền bạc rất quan trọng đối với người già. Và muốn có một tuổi già thảnh thơi thì mỗi người chúng ta phải chuẩn bị tài chính từ khi còn trẻ. Một khoản tiền tích lũy sẽ giúp bạn chủ động trong các việc chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ cuộc sống khi về già. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lúc nào bạn cũng suy tính về chuyện tiền bạc, tính toán chi li quá mức, lo sợ thiệt hơn về tài chính trong các mối quan hệ. Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là tầm 73 tuổi, mà trong đó con người ta đã dành ra 21 năm để học tập, phải tiết kiệm vì tiền ba mẹ cho ăn học, không được phung phí ít nhất khoảng 2 năm để bôn ba tìm kiếm công việc phù hợp và ít nhất 5 năm để gây dựng sự nghiệp, phải tiết kiệm vì dành dụm để lập gia đình. Sau khi lập gia đình, lại phải tiết kiệm vì đầu tư mua tài sản, xây dựng tổ ấm và lo cho con cái. Tức là quanh đi quẩn lại, chúng ta đã dùng hết thời gian để bắt buộc bản thân vào khuôn khổ. Lúc nào cũng phải sống chi li, tính toán, tích góp từng đồng một để mong muốn tương lai tốt đẹp hơn. Đâu có dư giả phút giây nào để mà sống thoải mái.
Bản chất của hầu hết chúng ta là thế, luôn mong muốn ăn chắc mặc bền và khổ trước sướng sau. Nhưng xét cho cùng, cả đời đều khổ hết rồi, còn thời gian đâu mà sướng nữa. Tiền bạc của cải tích góp được cũng có mang đi được đâu. Vậy nên tuổi già đừng suy tính quá nhiều chuyện tiền bạc nhé. Hãy trân trọng bản thân và hưởng thụ cuộc sống tuổi già một cách trọn vẹn từng ngày qua nhiều cách khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể hưởng thụ được. Đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên hưởng thụ dù ít hay là nhiều. Việc lười thứ hai, lười ngồi không an nhàn rảnh rỗi. Có dịp tiếp xúc với vợ chồng giáo sư người Pháp gốc Việt Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị vật lý quốc tế tại Bình Định. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng chính sự hoạt động không mệt mỏi của một người làm khoa học và nặng lòng với quê hương đã tiếp sinh lực cho ông? Tuy tuổi đã vào hàng bát thập, nhưng so về sự dẻo dai, mẫn tiệp thì người trẻ cũng khó lòng mà theo nổi. Mới đây, trên website của mình, bác sĩ Lương Lễ Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đăng bài viết tự mình hại não, phản ánh nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy người lớn tuổi nếu vận động thể dục thể thao trong ngày sẽ ít quên hơn người thích ngồi yên tư lự. Người càng có nhiều hoạt động xã hội thì càng có trí nhớ tốt. Không những vậy, đa số người già bị trầm uất là do trước đó hoặc là tự ý tách rời khỏi cộng đồng. Vì quan điểm sai lầm theo kiểu mình già rồi nên an phận, hoặc là bị biệt lập một cách oan uổng bởi định kiến người già khó hợp với người trẻ. Con người cũng giống như là máy móc, phải vận hành thường xuyên để không bị han gì với tuổi già. Nhiều người nghĩ rằng mình già rồi chẳng làm được gì nữa nên cứ để ngày qua ngày trôi đi thật là vô nghĩa. Đó là một quan niệm sai lầm, bởi nếu không chịu hoạt động, bản thân sẽ ngày càng chậm chạp và sa sút về trí tuệ. Vào thời Xuân Thu, có một người nước Tề suốt ngày ngồi ngoài đường nhìn lên bầu trời rồi thở dài đầy ngao ngán. Những người qua đường nhìn thấy liền thắc mắc và hỏi, tại sao anh luôn cau mày? Người đàn ông nói, tôi lo rằng bầu trời sẽ sụp xuống hôm nay và tôi đang chết dần vì nỗi lo lắng đó. Mỗi ngày, những người quá nhàn rỗi sẽ như vậy đấy. Sinh ra đủ mọi lo lắng trên đời, cuộc sống có nhiều phiền muộn, nhưng phần lớn là do việc quá nhàn hạ, lo lắng quá nhiều, mà ở tuổi già, khi chúng ta quá nhàn rỗi sẽ dễ có xu hướng suy nghĩ lung tung, tiêu cực, không ngừng than phiền về bản thân và lười vận động chính là cách phá hủy thể chất. Cho nên, tuổi già không có nghĩa là ngừng lại mọi thứ, mà mỗi người hãy chọn cho mình những bài tập thể dục, những môn thể thao phù hợp. Nếu sức khỏe cho phép thì hãy cứ làm những việc mà mình thích, tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, thậm chí là bạn vẫn có thể theo đuổi những công việc chuyên môn của bản thân. Đây cũng chính là cách để bạn rèn luyện cho trí não minh mẫn, tinh thần vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Việc lười thứ ba, lười đưa chuyện. Tuổi già dễ nảy sinh cảm giác cô đơn nên thường có nhu cầu chuyện trò, chia sẻ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, quan điểm của bản thân với người khác. Tuy nhiên, trò chuyện không đồng nghĩa với đưa chuyện đâu nhé. Đôi khi, đưa chuyện còn làm cho chuyện bé xé thành to, một cái lông gà thành cả con gà mái. Và cuối cùng, khi mọi người hiểu ra rằng
chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ lên như vậy thì người đưa chuyện sẽ thành đáng xấu hổ. Cho nên ở tuổi già, bạn hãy suy nghĩ cẩn trọng trong chia sẻ thông tin. Không phải ai bạn cũng chia sẻ được. Mặt khác, bạn cần ghi nhớ rằng những thông tin người khác chia sẻ với bạn thì hãy nên kín đáo giữ trong lòng mình, biết với người đó thôi. Như vậy, bạn sẽ trở thành người bạn đáng tin cậy của mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người trong những lúc cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và lòng thông cảm đấy. Việc lười thứ tư, lười đi nhanh, chạy vội. Đôi khi sống chậm lại không có nghĩa là bạn đang thụt lùi so với xã hội trong cuộc sống này. Đôi khi chậm chậm một chút lại mang hiệu quả cao. Ví dụ như là khi ăn nên nhai chậm, nhai kỹ để giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm tải cho hệ tiêu hóa. Khi tập thể dục thì đừng chọn những bài tập cường độ cao hay là tập gắng sức, mà hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng sức khỏe của mình. Người cao tuổi khi đi ngoài đường đừng cố hấp tấp nắm bắt cơ hội. Đặc biệt, một số quy tắc và quy định phải được tuân thủ. Nhớ nhìn đèn giao thông khi sang đường, thà đợi 10 phút còn hơn là chộp lấy 1 phút. Đừng nghĩ rằng thỉnh thoảng vượt đèn đỏ là ổn. Đừng đến gần một chiếc xe đang chạy nhanh và cảm thấy chiếc xe đó sợ đâm vào bạn. Bạn hãy bước những bước chân chậm rãi, thảnh thơi, vừa là cách để luyện tập thể lực, cũng là cách để tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra như là vấp ngã, tai nạn. Việc lười thứ năm, lười ăn. Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều mới bổ sung được dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng khi đã về già rồi, khả năng tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể sẽ giảm dần. Cho nên việc ăn nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn đâu. Ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây các bệnh về đường ruột. Dạ dày không tiêu hóa được hoặc thức ăn không tiêu hóa kịp sẽ tích trữ trong cơ thể lâu ngày, dễ dẫn đến các bệnh về huyết áp, mỡ máu cao, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sau 50 tuổi, người lớn tuổi chỉ cần ăn no 70% là đủ, vừa giảm gánh nặng cho dạ dày lại có lợi hơn cho việc kéo dài tuổi thọ. Việc lười thứ 6 là lười dùng thiết bị điện tử. Khoa học công nghệ hiện nay ngày càng phát triển và phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nhiều người có thói quen xấu là mân mê các sản phẩm điện tử mỗi ngày. Mặc dù các thiết bị này mang lại cho con người rất nhiều lợi ích, nhưng việc phụ thuộc lâu dài và chúng không sớm thì muộn sẽ gây ra một số tác hại nhất định cho cơ thể. Hầu hết các sản phẩm điện tử đều tạo ra bức xạ. Một khi chúng ta sử dụng các sản phẩm điện tử đó với bức xạ trong một thời gian dài, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, gây ra những thay đổi bệnh lý trong tế bào của con người. Vì vậy, để khỏe mạnh hơn, chúng ta nên cố gắng giảm thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hàng ngày, vừa để bảo vệ đôi mắt, vừa có thể giảm tác hại của bức xạ đối với cơ thể. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe nhé. Và tiếp theo là 3 việc không quan tâm. Thứ nhất là không quan tâm điều không liên quan đến mình. Khi một người đến độ tuổi nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ trong đời, có bao nhiêu người bạn chân thành, đáng để hàn huyên, có bao nhiêu tình cảm khó quên.
đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi già, ta phải học cách vứt bỏ một số người và những thứ không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với ta. Nếu không buông bỏ sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem điều gì khiến ta buồn phiền. Những điều không đáng giá hãy vứt bỏ đi và thư giãn. Muốn sống tốt trên cuộc đời này thì ta phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết, vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình, gói nhẹ lại an vui tuổi già. Việc thứ hai, không quan tâm, đó là tương lai bất định. Rất lâu trước đây, có một người đàn ông tin rằng mình có thể đọc được tương lai qua các vì sao. Ông tự gọi mình là một nhà chiêm tinh và dành toàn bộ thời gian ban đêm để quan sát các vì sao. Ông luôn luôn bận rộn lo lắng về tương lai và dân làng thường đến gặp ông ta, hy vọng ông có thể cho họ biết trước được tương lai của mình. Một buổi tối nọ, người đàn ông đi bộ dọc theo con đường ra ngoài hành lang. Ánh mắt ông luôn theo dõi các vì sao và ông nghĩ rằng mình thấy được sự kết thúc của thế giới đang đến gần. Ông ta đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai. Khi bước đi, người đàn ông tiếp tục nhìn và nghiên cứu các vì sao mà không nhìn xuống dưới chân. Đột nhiên, ông ta bước hụt và bị rơi xuống một con mương đầy bùn đất. Ông ta bị chìm dần xuống bùn lầy, điên cuồng gạt bùn để cố gắng leo lên. Nhưng bùn lầy quá nhiều, người đàn ông không thể thoát khỏi chúng và bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Ông ta cố sức la hét, mong đợi có ai đó đi qua hay người dân nào đó có thể nghe thấy và cứu giúp. Kêu gào, khóc lóc mãi, cuối cùng tiếng kêu cứu của ông ta nhanh chóng được dân làng chạy đến. Khi mọi người kéo được người đàn ông ra khỏi đống bùn, thì một trong số họ đã nói, ông làm ra vẻ biết được tương lai qua các vì sao, nhưng ông lại không nhìn thấy gì ở dưới chân mình. Qua lần này, có thể dạy ông một bài học để ông chú ý nhiều hơn đến những điều ngay trước mặt. Còn tương lai thì hãy để cho chính nó tự chăm sóc mình. Một người khác nói, ông đọc được những vì sao rồi để làm gì khi ông không thể nhìn thấy những thứ ở ngay trên trái đất này. Ai đó đã nói, cuộc sống giống như là một bộ phim nhiều tập. Mỗi người đều là diễn viên chính của cuộc đời mình. Nhưng điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết được trước kịch bản. Tương lai chính là một ẩn số mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Dù ngày mai là niềm vui hay đau khổ, là hạnh phúc hay bất hạnh, là khỏe mạnh hay ốm đau, thì chúng ta đều phải trải qua. Vì thế, tuổi già đừng để những lo lắng, bận tâm về tương lai ảnh hưởng đến những phút giây hạnh phúc của hiện tại. Việc thứ ba, không quan tâm, đó là cách con mình nuôi dạy cháu. Hạnh phúc vì có cháu đích tôn, bà Thoa nhận việc chăm sóc cháu trai ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bà tuyên bố, cứ đẻ ra đi, rồi bà lo cho tất. Bà muốn cho ăn gì, làm gì, phải theo, khiến cho chị Giang cảm thấy mình bị bà cướp mất vai trò làm mẹ. Mọi ăn uống sinh hoạt của chị Giang được bà can thiệp gắt gao. Lúc nào bà cũng sợ chị làm gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Mâu thuẫn giữa hai người càng lên cao khi bé Tôm chào đời. Mẹ chồng muốn áp dụng các kinh nghiệm nuôi trẻ của người xưa,
trong khi con dâu thì định nuôi theo những kiến thức hiện đại. Sợ cháu bị tiêu chảy khi bú, mẹ bà Thoa chỉ cho con dâu ăn cơm với rau luộc, thịt, trứng gà, tuyệt đối không được ăn đồ tăng trong 6 tháng đầu. Chị Thoa vài lần trốn mẹ chồng ra ngoài ăn tôm cá. Bà thích cho cháu ở chuồng cho thông thoáng, khiến mấy gói tã quần chị mua về, tôm chưa kịp mặc đã bị chật. Bà can thiệp quá sâu vào việc nuôi cháu, khiến mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bà bước lên cầu thang là chị đã nghĩ tới việc bà nội vào ám cháu. Dù đang vui vẻ, tâm trạng chị đã chuyển sang ngay nặng nề. Chỉ cần tôm ngã hay là có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe như là ho, muỗi đốt là chị sang bị bà mắng là đoàng, không biết thương con. Vài ba lần không chịu nổi, chị đã cãi lại mẹ chồng. Hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, khiến cho bà Thoa vô cùng hụt hẫng. Thực tế thì có rất nhiều ông bà can thiệp quá sâu vào cách dạy cháu. Nhưng suy cho cùng, cha mẹ già đã có công nuôi dưỡng, chăm sóc các con đến tuổi trưởng thành rồi. Bây giờ về già thì nên nghỉ ngơi để phần việc chăm cháu cho bố mẹ của chúng. Hơn nữa, thời đại ngày nay, việc chăm sóc, dạy dỗ con trẻ cũng khác xa so với thế hệ trước kia, nên có những thứ trước đây là đúng, là hay, có thể bây giờ không còn phù hợp nữa. Vậy nên, chúng ta chỉ nên hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ cho các con, chứ không nên can thiệp vào việc nuôi dạy bé của bố mẹ chúng nó, để tránh phát sinh những mâu thuẫn không đáng có.